suốt đêm hôm ấy ông thầy thuốc nguyễn văn thinh không sao ngủ được tôi hỏi ông rằng sáng mai ông đi cưới vợ rồi thì đêm nay ông có ngủ được không ông có là thánh tôi chắc ông cũng không ngủ được ông thầy thuốc nguyễn văn thinh không là thánh ngày mai là ngày ông được ra thề với các quan tây đó là điều kể ra cũng không thú vị gì thề thốt làm chi cho nó nặng lời nhưng thú vị ở chỗ thề xong ông tức khắc thành thủ tướng kiêm nội vụ thủ tướng kiêm nội vụ ngài nghe rõ chưa ông thầy thuốc nguyễn văn thinh tưởng có thể biên người lên được thủ tướng kiêm nội vụ thủ tướng kiêm nội vụ ông thầy thuốc nguyễn văn tinh cười lặng tiếng một cách cười rộng lớn nhắc đi nhắc lại một cách say sưa như vậy hai bàn tay múc mít của ông mở rộng ra khoát một cái hình tròn trước mặt ông ông vuốt ve trong tưởng tượng cái thủ tướng kiêm nội vụ hiện hình hiện khối thủ tướng kiêm nội vụ thủ tướng kiêm nội vụ ông thầy thuốc nguyễn văn thinh nhắm hẳn hai mắt lại rên lên những tiếng sung sướng ấy đúng như một anh chàng dâm dục rên lên ở trong ngực một ả giang hồ thủ tướng kiêm nội vụ thủ tướng kiêm nội vụ ông lịm đi một phút người không biết đã tưởng ông mệt quá chợp mắt làm một giấc nhưng bỗng ông lại bật người lên như một con lật đật cái lò so giường tông ông xuống khỏi giường ông vội vã đi lại gần cái tủ áo có gương kê ở một góc tường nhà một hình người múp míp hiện lên trong gương, với một bộ mặt phờn phơ. Cái mặt mãn nguyện ấy mỉm cười, mấp máy môi, ông Nguyễn Văn Thinh, nhắc lại câu điệp khúc yêu quý của ông, Thủ tướng kiêm nội vụ. Thủ tướng kiêm nội vụ, ông mở tủ, từng chồng quần áo cao mất hiện ra, ông Nguyễn Văn Thinh gật gù nhìn từ trên xuống dưới lại từ dưới lên trên. Ông lục chồng này lại chồng kia, ông lần lượt lấy ra, ngắm nghĩa, rồi lại cất vào ba cái sơ mi. Đến cây thứ tư thì ông tạm vừa lòng, một tay ông giơ nó ra xa, ông ngả đầu về đằng sau, ngắm nghía. Mồm ông cười một cái cười sách lên đến mang tai, đôi mắt híp lại, ông vừa gật đầu, vừa lẩm bẩm, cũng phải thế này mới coi được chứ. Cũng phải thế này mới coi được chứ. Thủ tướng Kiêm, ông giật mình, một hồi chuông gắt gỏng đã phạt đứt một mẩu câu nói của ông. Ông lắng tai nghe, mặt hơi tái đi một chút. Ai, ai có thể đến vào lúc khuya khoát thế? máu ông như ngừng lại, lạnh giá trong huyết quản, tuy mồ hôi ông toát ra đẫm chán. Nghe tiếng người bồi dậy, ông vội vàng gọi hắn, bồi. me sư, VNIC, vào đây, anh bồi vào, chi vậy, ông thở ra hai tiếng ấy thì đúng hơn là ông nói, hai tiếng nói bị hơi thở hồn hền đẩy ra. Mắt ông như mắt một người mất vía, chi vậy mày, ông nhắc lại, bẩm có chuông kêu cứu, ai kêu cứu, giả chưa biết để ra coi, nè, ông nắm lấy tay áo anh bồi, giữ lại, thì thẩm báo, coi chừng, nghe không? Ngó cẩn thận rồi hãy mở, tụi nó ghê lắm đó. Dạ, anh bồi cố giấu một nụ cười mai mỉa rồi lui ra. Ông Nguyễn Văn Thinh ngồi phịch xuống một cái ghế bành, thở hắt ra một tiếng lớn, giơ một tay lên và lắc đầu chán nản. Tuổi chúng nó thật là khó chịu, sao không muốn làm Tây, lại cứ khăng khăng làm người Việt Nam. Mạc Bạp Đà anh bồi vào bẩm một người cao lớn mặc quần áo quan võ đeo nhiều mề đay lắm tự xưng là đại tá ông sửng sốt tự xưng là đại tá người việt hay là người pháp bẩm không thể biết bởi vì trông cũng giống giống như bác sĩ ông nguyễn văn thinh vụt nhớ ra a à, vậy thì chắc là ông cô lô nần xuân đúng rồi ra mời ông vô anh bồi ra rồi mặt ông thầy thuốc có vẻ băn khoăn lo lắng ông xuân đến làm gì khuya khoát thế hay là có sự thay đổi ý kiến gì của ông quan thấy pháp chăng đại tá nguyễn văn xuân ông đúng như anh bồi tả thật to lớn mặt đỏ gay mũi chính thật không lõ như ông đã cố kéo ra cho lõ ngực nhiều mề đay ngang với ông tạ duy hiền khi ông này cầm roi điện ra bắt hồ nhảy qua vòng lửa chẳng kịp chào nhau ông nguyễn văn thinh vội hỏi thế nào lành hay dữ có việc chi mà đến chơi khuya thế có việc này cần lắm chợt trông thấy chiếc áo của ông thinh còn mở và chiếc sơ mi lúc nãy ông đã vất tạm lên chiếc ghế ông xuân hỏi định đi đâu hay sao mà thay áo thế ông thinh hơi bẽn lẽn à không tôi định lấy bộ lễ phúc mặc thử rồi tập đọc những lời tuyên ngôn ngày mai xem nó ra thế nào phải tập cho quen lúc đọc trông ra vẻ một chút sập sệ người ta cười cho chết thủ tướng kiêm nội vụ kia mà quan trên trông xuống người ta trông vào có phải không ông phó trời ơi giá ông biết việc gì vừa xảy ra ông thinh hoảng hốt việc gì việc gì vậy người pháp định không cho chúng mình thề vội không cho chúng mình thề vội sao lại có thể vô lý như thế được họ sợ chúng mình trung thành với họ quá chăng thì chính thế thì như tôi chẳng hạn ai còn không biết tôi trung thành với họ hơn chó bếch dê trong lúc tất cả người việt nam vùng dậy chống họ thì một mình tôi lùi vào thành với họ dạy họ tập giáo tập gậy để đánh người việt nam ngờ rằng ông nguyễn văn xuân kể công như vậy là có ý tranh ngôi thủ tướng với mình bác sĩ vội bảo tôi còn trung thành bằng 10 ông ấy ông bạn ạ à, trong thời kỳ người nhật ở dây các quý phu nhân còn cần phải giao thiệp với họ nhiều tôi đã phải đem hết tâm lực ra mà phụng sự những người bỏ nước pháp để phụng sự quân đội của thiên hoàng ấy như thế nghĩa là tôi trung thành với họ cả trong sự không trung thành của họ ấy đi hết cho nên chúng mình mới hỏng chúng mình là những con đĩ lứa quá rồi. Họ muốn có những con đĩ kín đáo hơn một chút để có thể loài thiên hạ là vợ chứ không phải là hạng đĩ. À, ra vậy, Mạc Bắp bây giờ ông bác sĩ mới vỡ lẽ như vậy. Ông thâm tím mặt, ông thâm tím hai tai, ông giúp thâm tím đế cả hai bàn tay thì may sao đại tá Xuân lại bảo. Nhưng mà Phúc làm sao lại chỉ có bọn mình là trung thành với họ thôi. Họ không biết làm sao đành lại ưng để cho bọn mình thề vậy. Ừ thế chứ bác sĩ thinh vỗ tay xuống đùi đắc ý cười lên ha ha ông bảo tiếp ta cứ thách giả họ tìm được những người Việt Nam ghét làm người Việt Nam hơn chúng mình một đồng nghiệp của tôi đấy ông xuân ạ à, họ mua chuộc chán không được xoay ra dọa dẫm cố ép hắn đứng ra đòi nam kỳ cho họ hắn trốn đi họ chỉ còn một cách là đốt nhà cho hà giận ông xem đấy tìm được những người như chúng mình có phải là đễ đây đã đành nhưng trách móc họ có ích gì chúng mình đã nhất định trung thành với họ thì chúng mình cứ trung thành ông nguyễn văn thinh lại vội vàng giơ cả hai bàn tay ra trước mặt như phân bua với bạn vâng vâng chính thế tôi thề với ông rằng tôi rất trung thành với họ tôi mà dám trách họ thì tôi không phải là tôi nữa có ông biết đấy đại tá xuân mỉm một nụ cười mệt mỏi vâng tôi biết lắm nhưng tôi đến để hỏi xem ông đã sửa soạn gì chưa có rồi có rồi đủ cả ông thinh bảo vậy quốc kỳ đã đã các quan tây đã đưa kiểu cho tôi chế tạo cái cửa vàng có ba gạch xanh giữa hai gạch trắng ấy à vâng các quan đưa cho tôi hôm có cả ông ở đấy ông có hiểu ý nghĩa nó ra thế nào không hiểu lắm chứ thế ông không nghe các quan tây bảo đấy à màu vàng là màu việt nam nhưng chúng mình có còn là việt nam đâu không biết nhưng các quan tây bảo thế tất nhiên là như thế Ba gạch xanh là con sông Cửu Long Giang. Đại tá Xuân lắc đầu, tôi ngờ rằng họ sỏ chúng ta. Có lẽ chính ra thì màu vàng là màu hoàng kim, tổ quốc của bọn mình. Còn màu xanh là màu mắt các bà đầm, vì là màu mắt nên mới có viền thêm tí trắng. Ông Thủ tướng kiêm nội vụ tương lai trở nên nghĩ ngợi. Đại tá Xuân bảo tiếp, cả quốc ca cũng thế. Tôi ngờ rằng anh chàng nhạc sĩ cũng muốn sỏ chúng mình. Ông nghe nhé, thừa trời đất nổi cơn gió bụi khách má hồng nhiều nỗi chuân chuyên xanh kia thăm thẳm từng trên vì ai gây dựng cho nên nỗi này. Đúng là giọng một con nhà thổ ế và hồi loạn lạc. Ông thủ tướng vẫn cúi đầu nghĩ ngợi, sau cùng ông tặc lưỡi, cha, thì đã sao, tôi hỏi ông, ông ó muốn làm phó thủ tướng kiêm phó nội vụ không? Đại tá Xuân tuét miệng ra cười, tôi đùa ông đấy. Thật ra thì tôi cũng nghĩ rằng cái gì các quan Tây Bảo đều tốt cả. Chúng mình chỉ việc nghe là có phận nhờ đấy. Tôi đã mạn phép ông đi lùng được một bọn đào kép ở phú Nhuận trước để ngày mai chúng nó cử quốc ca, ấy chết. Ấy ít, Thủ tướng Thinh trợn chừng hai mắt, xua tay lia lịa và kêu lên như thế. Sao vậy, bọn cô đầu ở nước Bắc Kỳ vào cả đấy. Đại tá Xuân mỉm môi, trợn mắt, đập mạnh nắm tay xuống bàn một cái, chẳng hề chi cả. Tôi sẽ ra lệnh cho chị hết súng vào mặt chúng, đứa nào láo lếu là, đoạn một phát cho về âm phủ mà đòi Việt Nam thống nhất. Ông hiểu chữa, ông rùi bọt mép, mắt quắc lên, nảy lửa. Bác sĩ thinh tái mặt đi run cầm cập, cười gượng để lấy lòng nhà võ, vâng, vâng, ông nói phải, ông không kém gì hết le. Hai người bắt tay nhau, ông thinh chỉ tay trái và ngực mình, mỉm cười, dõng dạc thủ tướng kiêm nội vụ. Ông Xuân cũng làm như vậy, phó thủ tướng kiêm phó nội vụ. Rồi hai người cũng ngả nghiêm cười ha ha. Hà ha. Nam Kỳ tự trị và tự do, sao 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 sáng hôm sau, lễ tuyên thệ cử hành rất long trọng trong thành phố Sài Gòn. Người đến dự khá đông, người ta đếm được 6 ngàn một chục người trong đó có 10 ông chính phủ. Ông Lưu Văn Lang không hiểu vì cớ gì vắng mặt, và 6 ngàn lính kín chuyên việc giữ tự do cho địa hạt Sài Gòn chợ lớn, ấy là chưa kể một đoàn ca nhạc một một kép ba đào, một đội lính Pháp có xe tăng và liên thanh và mấy quý quan người Pháp đúng giờ, ông Lơ Cờ Lét, nụ cười hóm hình ở trên môi, một tay dắt bác sĩ Thinh, một tay dắt đại tá Xuân, bước lên đài. Công chúng cái công chúng toàn linh kín nhìn nhau, anh nào cũng nghĩ đến việc nhìn xem người bên cạnh mình có tỏ ý gì phản đối không. Thành thử không ai nhớ vỗ tay, bọn lính Pháp chĩa súng vào đám đông, hô, vỗ tay đi, không ta bắn. Tức thì tiếng vỗ tay nổ lên như pháo nổ, đại tá Xuân ưỡn cái ngực mề đay ra. Bác sĩ Thinh cười trúng chím, đung đưa đôi mắt, bọn lính Pháp lại hô, im, im không ta bắn, tức thì im, súng chĩa vào bọn cô đầu, đàn nổi điệu phương phương, tiếng ca sĩ ai oán của khách má hồng cũng nổi lên theo, hòa với tiếng đàn. Lá cờ màu vàng điểm mắt xanh từ từ kéo lên như một tấm khăn người ta vừa rút ở trong một cái hộp quỷ thuật ra. Giữa lúc ấy thì ông Nguyễn Văn Tâm, nguyên chủ huyện Cai Lậy, tỉnh Mỹ Tho, hiện giờ giữ chức tổng trưởng phụ trách chính trị, lật đật ở dây hại đến. Tay ông cầm một cái hộp có nắp kín, to bằng cái hộp bánh bích quy. Xin lỗi các ngài, tôi đến hơi muộn quá, nhưng tôi còn phải cố tìm cho được cái bảo vật này. Ông vừa dơ cái hộp của ông ra, vừa bảo vậy. Mọi người ngơ ngác, hộp gì? Ấn ngọc trăng, hay bạc giấy? Ông lắt đầu, cười, sai, sai, thưa các ngài đoán sai tất cả. Bẩm, chính là tổ kiến. Vâng, tổ kiến, tổ kiến để chị những đứa nào còn cứ khăng khăng muốn quay về tổ quốc. Công chúng, dù chỉ là cái công chúng toàn lính kín, bật cười. Ông quắc mắt lên, chúng bay cười. Chói cổ những đứa nào cười lại cho ta. Bỏ tổ kiến vào ống quần chúng nó, thắt cho chặt lại. Ý chừng ông chợt nhớ ra bọn người đứng đấy đều là thủ hạ của ông. Ông hơi bẽn lẽn nhưng vốn nhanh trí vội quát tiếp một câu, chữa thẹn, quân này ngu quá. Chỉ biết cười. Ngoài kia, hỗ nào cũng nhanh nhản những đứa đòi thống nhất Việt Nam, không biết đi tóm cổ mấy mụ đàn bà về để ta cho kiến đốt chơi. Bọn lính kín giả ran, chúng chạy đi, một lái sau, một bọn lôi về một sâu đến chín, mười người đàn bà, quần áo khá sang. Nguyễn Văn Tâm hếch mũi lên, hít vào, như một con thú dữ đánh hơi thấy mùi ngọn. Đôi mắt vỏ của y sáng lòe lên, y cầm cái hộp, xăm xăm chạy ra, đón sẵn. Nhưng khi y tiến đến chỗ chỉ còn cách những người đàn bà chừng 10 bước, y bỗng đứng dừng lại, há hốc mồm. Ôi chao, y lóa mắt trang, này đây là bà Nguyễn Văn Thinh, bà Nguyễn Văn Xuân, bà Trần Văn Tánh, các bà Nguyễn Thành Lạp, Bảo Toàn, Nguyễn Thành Vinh, đủ mặt các bà chồng có chân trong chính phủ Nam Kỳ tự trị. Lại cả bà Nguyễn Văn Tâm nữa mới chết người ta chứ. Bọn lính kín này định sược ông Tổng trưởng Nguyễn Văn Tâm đây phòng. Mới đầu ông Nguyễn Văn Tâm nội giận, rồi bỗng ông sợ hãi, ông lấm lét nhìn thật nhanh về phái các quan Tây, rồi cuống quyết nhìn đó, nhìn đây, như muốn tìm một cây lỗ nẻ để chui. Sau cùng ông đành phải quát bọn lính kín quá ư sốt sắng kia, chúng bay đáng chém đầu. Tao biểu chúng bay đi bắt những con mụ nào đòi Nam Kỳ là đất Việt Nam kia mà. Bọn lính kín nhao nhao thưa một lượt, bẩm chính NSNG mụ này đi biểu tình, đòn Nam Kỳ phải là đất Việt Nam đấy. Vậy nào? Chúng mày không biết rằng toàn là những bà vợ các ông tổng trường đấy ư? Bọn lính kín đứng sững người, chưa biết đáp ra sao thì chính bà Nguyễn Văn Tâm đã sấn sổ bước lên, chỉ vào tận mặt chồng, phải chúng tôi chính là vợ các ông đây. Nhưng vợ các ông cũng không muốn chịu lấy cái nhúc bán nước của các ông. Vợ các ông ăn cơm hẳn hoi chứ không ăn bẩn bao giờ, nên không lú lẫn cho Nam Kỳ không phải là đất Việt Nam, người Nam Kỳ không phải cùng nòi giống với tất cả những người Việt Nam ở Bắc, Trung và giở trò đòi nam bộ tự trị để bàn đất nước bán đồng bào cho người ngoài ông tổng trưởng nguyễn văn tâm chết đứng như từ hải cái hộp tổ kiến từ cái bàn tay giã rời của ông buột rơi xuống đất người ta vội khiêng ông vào nhà thương sài gòn tiêm chân thành cảm ơn mọi người đã dành thời gian lắng nghe chuyện đọc trên kênh youtube của chúng tôi sự quan tâm và phản hồi tích cực từ các bạn là động lực lớn hy vọng qua câu chuyện chúng tôi đã mang lại những phút giây thư giãn và suy nghĩ sâu sắc mọi ý kiến đóng góp giúp chúng tôi ngày càng hoàn thiện hãy tiếp tục ủng hộ chúng tôi bằng cách đăng ký kênh chia sẻ và để lại những bình luận ý kiến của bạn chúng tôi sẽ tiếp tục mang đến những câu chuyện thú vị